Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là mình cùng các bạn để đi xem mấy bác thợ xây mà gỡ cốt pha các bạn nhé. Đây là ngôi nhà vừa đổ mái xong 20 ngày này các bạn này. Hôm nay là đủ ngày để các bác thợ xây bác ấy gỡ cốt pha. Mời các bạn cùng xem video với mình. Thank you.
cây cuối cùng hơi khó đúng không? Xong hoàn thành nhé các bạn nha.